Anh ơi, vẽ Phật Dược Sư đi ạ, mong anh làm. Ok em, vẽ không được đẹp, em thông cảm nhé. Chiều dài 5 ổ, chiều ngang 4 ổ, mọi ô là hình vuông. Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube Anh Lợi Khmer Vlog, là kênh có chủ đề vẽ hình, vẽ tranh. Hãy bấm nút đăng ký và like nhé.